cập nhật những diễn biến mới nhất chiến sự Nga-Ukraine 24 giờ qua. Báo cáo của các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ ISW lưu ý rằng quân đội Ukraine ở Donbass đã chuyển từ phòng thủ sang phản công và đẩy lùi quân xâm lược khỏi một số khu vực của mặt trận, đặc biệt là gần Avdiivka. Chỉ tính riêng ngày 10 tháng 5, quân đội Ukraine đã thanh lý 690 binh sĩ, nâng tổng số thiệt hại về nhân lực của quân đội Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược lên con số 196.310. Những ngày này, bất chấp Moscow đang thắt chặt an ninh để hướng tới ngày kỷ niệm chiến thắng nghèo nàn của mình, thì bên trong nước Nga vẫn liên tiếp xảy ra các vụ tấn công do UAV gây nên. Đến ngày chiến thắng năm 2023, tức ngày 9 tháng 5, quân xâm lược đã mất 62 xe tăng T-90 ở Ukraine. Nếu cứ tiếp tục đà này, thì chẳng bao lâu nữa, Liên bang Nga sẽ không còn nổi một chiếc T-90. Hành tinh Nga với sáng kiến 1910 với dùng lưu chống ngập của Việt Nam, dân biểu Nga đề xuất lập phi đội đại bàng đánh chặn UAV. Cuối cùng là NATO bắt đầu chen ép Liên bang Nga từ một sư mới, một quốc gia khác đã chuẩn bị một bất ngờ cho Moscow. Tất cả sẽ được thông tin chi tiết ngay sau đây. Molly Fan xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi bản tin cập nhật mới nhất diễn biến chiến sự Nga-Ukraine ngày 11 tháng 5. Thưa quý vị, ngày thứ 411 của cuộc chiến, trong một diễn biến đáng chú ý nhất, các chiến binh vệ quốc đã thực hiện các cuộc phản công thành công ở khu vực Donbass, khiến kẻ thù bị tổn thất và phải rút lui. Trong quá trình phòng thủ kết hợp phản công của mình, thì lực lượng Ukraine đã tiêu diệt được 690 lính Nga trong 24 giờ qua. Báo cáo thường xuyên của các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ ISW lưu ý rằng quân đội Ukraine ở Donbass đã chuyển từ phòng thủ sang phản công và thực hiện một loạt các hoạt động tấn công ở một số khu vực của mặt trận, đặc biệt là gần Avdiivka. Trong khi những kẻ xâm lược Nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát con đường sống đến Bakhmut, lực lượng vũ trang Ukraine trong một cuộc phản công gần đây ở phía tây nam Avdiivka đã đánh bại quân xâm lược Nga. Sau khi kiểm tra dữ liệu định vị địa lý cho ngày 8 tháng 5 năm 2023, các chuyên gia ISW kết luận rằng lực lượng phòng vệ Ukraine cũng đã thực hiện một bước tiến nhỏ về phía bắc Vodian, cách Avdiivka 7 km về phía tây nam. Báo cáo cho biết, các báo cáo về các cuộc phản công của Ukraine trên khắp khu vực Donetsk là một phần của mô hình phản công cục bộ đang diễn ra một cách hạn chế. Ngoài ra, lưu ý rằng quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công thành công ở phía tây của khu vực Donetsk. Vị trí địa lý được công bố vào ngày 9 tháng 5 cho thấy Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công ở khu vực Novodonetsk, nằm cách Donetsk 50 km về phía tây nam. Do các hành động tấn công, các lực lượng Ukraine đã đạt được một số tiến bộ trên khu vực này của mặt trận. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng trùng hợp với tuyên bố của những người trong cuộc. Theo đó, cựu chỉ huy của Trung đoàn Azov, chiến đấu trong lữ đoàn hoạt động đặc biệt số 3, Andriy Belitsky, nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã thanh lý hai đại đội thuộc lữ đoàn 72 của lực lượng vũ trang Nga trong các cuộc chiến giành Bakhmut. Ngoài ra, lãnh đạo của Wagner PMC Nga, Prigozhin, đã phàn nàn với Putin và Bộ Quốc phòng Nga rằng các quân nhân từ lữ đoàn 72 đã bỏ vị trí của họ trên một chiến tuyến 3 km2. Chỉ tính riêng hôm thứ Tư, ngày 10 tháng 5, quân đội Ukraine đã thanh lý 690 binh sĩ, nâng tổng số thiệt hại về nhân lực của quân đội Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược lên con số 196.310. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy 2 xe tăng, 15 tên lửa, 6 UAV và 18 AFV. Đó là báo cáo của RBC Ukraine có liên quan đến dữ liệu của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine. Theo đó, tổng thiệt hại chiến đấu của địch từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 10 tháng 5 năm 2023 xấp xỉ. Nhân sự, khoảng 196.310 cộng 690 người bị thanh lý trong ngày qua. Xe tăng, 3.736 cộng 2 đơn vị. Xe chiến đấu bọc thép, 7.275 cộng 18 chiếc. Hệ thống pháo binh, 3.039 cộng 8 đơn vị. MLRS, 555 cộng 1 đơn vị. Hệ thống phòng không, 308 cộng 1 đơn vị, máy bay 308 chiếc, máy bay trực thăng 294 chiếc, UAV cấp độ tác chiến chiến thuật 2.624 cộng 6, hỏa tiễn hành trình 970 cộng 15, tàu thuyền 18 chiếc, thiết bị ô tô chở dầu 5.974 cộng 5 chiếc, thiết bị đặc biệt 389 cộng 1. Như đã đưa tin, quân đội Nga đang tập trung nỗ lực chính vào các hướng Lymansky,
Bakhmutsky, Avdiivka và Mariinsky. Họ đã thực hiện 46 cuộc tấn công. Giao tranh ác liệt nhất vẫn tiếp diễn ở các thành phố Bakhmut và Mariinka. Ngoài ra, các lực lượng Ukraine có thể đã giành được thêm lợi ích trong cuộc phản công gần đây ở phía tây nam Avdiivka. Những ngày này, bất chấp Moscow đang thắt chặt an ninh để hướng tới ngày kỷ niệm chiến thắng nghèo nàn của mình, thì bên trong nước Nga vẫn liên tiếp xảy ra các vụ tấn công do UAV gây nên. Hôm 9 tháng 5, vào sáng sớm, một chiếc máy bay không người lái không xác định đang bay ở độ cao chỉ 500 mét so với mặt đất. Nó bay về phía sân bay, nhưng bị bắn hạ khi tiếp cận 6 km. Vào cùng ngày, nhưng vào buổi tối, các sĩ quan tình báo đã phát hiện ra những mảnh vỡ của nó trong khu vực của một trong những nghĩa trang. Không có thương vong cũng như thiệt hại về người, kênh Bazaar Telegram thông tin. Nhưng người Nga không còn may mắn như vậy vào ngày 10 tháng 5. Vào sáng sớm, hai máy bay không người lái đã tấn công thành công một khu huấn luyện quân sự ở vùng Voronezh. Có thể chúng ta đang nói về sân tập Pogonovo nằm ở phía nam Voronezh. Cả hai máy bay không người lái đều được nạp chất nổ. Chúng thành công tiếp cận mục tiêu mà không gặp trở ngại gì và phát nổ. 14 quân nhân nhập viện được cho là bị thương. RosSMI viết rằng không có người chết. Ngoài ra, chính quyền địa phương của vùng Kursk báo cáo rằng một máy bay không người lái không xác định đã bị bắn hạ gần làng Tomachevo vào sáng sớm. Đống đổ nát của nó rơi xuống một ngôi nhà riêng. Chính quyền của vùng Belgorod cũng báo cáo một máy bay không người lái ở làng Ohavaka. Nó được cho là đã phát nổ, làm hư hại hai ngôi nhà, một tòa nhà bưu điện, một thư viện và một chiếc ô tô. Theo nhà quan sát quân sự chính trị của nhóm kháng chiến thông tin Alexander Kovalenko, đến ngày chiến thắng năm 2023, tức ngày 9 tháng 5, quân xâm lược đã mất 62 xe tăng T-90 ở Ukraine. Tuy nhiên, theo các báo cáo tổng hợp, hơn 100 xe tăng T-90 đã bị phá hủy tại Ukraine. 1/3 tổng số xe tăng T-90 đã bị phá hủy ở Ukraine khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Nga có khoảng 300 xe tăng T-90 trong đơn vị và trong kho. Chuyên gia này viết, những chiếc xe tăng T-90 đột phá hiện đang lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp, hầu hết đã được hiện đại hóa, loại bỏ khỏi kho chứa. Nếu quân đội ăn hại Putin tiếp tục nướng tăng với tốc độ tương tự, thì chẳng bao lâu nữa, Liên bang Nga sẽ không còn nổi một chiếc T-90. Như đã đưa tin trước đó, không có chiếc Ahmed nào tại lễ diễu binh mừng chiến thắng ở Moscow và chỉ có một chiếc xe tăng T-34 được tìm thấy. Ngoài ra, mạng xã hội đã thích thú với những khuôn mặt bất mãn của Putin và Lukashenko, cũng như những người xuất hiện trên quảng trường đỏ. Tổng thống tự xưng của Belarus đã vội vàng rời Nga đến mức ông thậm chí không ở lại dự bữa sáng chung với các nhà lãnh đạo SNG. Và ở Minsk, ông ta không thể có một bài phát biểu long trọng. Nhà độc tài bị nghi ngờ có vấn đề về sức khỏe. Thưa quý vị, trong diễn biến tiếp theo đây, hành tinh Nga ngố đã không làm những người hâm mộ phải thất vọng với những sáng kiến có 102 của mình. Thậm chí phát minh này, nếu đem ra so với dùng lưu chống ngập của Việt Nam, thì quả đúng là mỗi người một vẻ, 10 phần vẹn 10. Sputnik đưa tin Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga, ông Alexei Zhuravlev, mới đây đã đề nghị thành lập một phi đội đại bàng để hỗ trợ bảo vệ Moscow khỏi các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Đề xuất thiết lập đội đại bàng tiêu diệt UAV được đưa ra trước tình hình số vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Nga đang ở mức báo động. Trên thực tế, đại bàng luôn là mối nguy hiểm đối với máy bay không người lái. Ngay cả những con đại bàng hoang dã cũng có xu hướng bảo vệ không gian cá nhân của chúng, nhưng đại bàng sẽ chỉ hoạt động vào ban ngày. Trong khi đó, các UAV của đối phương có thể xuất kích vào ban đêm. Ý tưởng do nhà lập pháp Nga Alexei Zhuravlev đưa ra đã bị một số nhà quan sát quân sự và cư dân mạng chế giễu là kỳ lạ. Tuy nhiên, Nga không phải là quốc gia đầu tiên huấn luyện các loài chim để tấn công các UAV khả nghi. Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin quân đội Ấn Độ đã huấn luyện đại bàng để tiêu diệt máy bay do thám không người lái của kẻ thù. Ngoài ra, các nước châu Âu như Hà Lan và Thụy Sĩ cũng đã huấn luyện đại bàng bảo vệ bầu trời. Nhờ móng vuốt sắc khỏe, những con chim này có thể tấn công máy bay không người lái mà không bị thương. Thật không ngoa khi nói Putin đã lấy đá đập vào chân của nước Nga khi phát động cuộc chiến xâm lược lên Ukraine, khi chính nó đã tạo cho NATO một cái cớ hoàn hảo bắt đầu chèn ép Liên bang Nga từ một sườn mới.
Theo đó, cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã buộc chính quyền Nhật Bản phải xem xét lại thái độ của họ đối với an ninh trong khu vực và bắt đầu đàm phán về việc mở văn phòng hợp tác với NATO. Với động thái này của xứ Phù Tang, kẻ thù quân xâm lược chính của Moscow bắt đầu dồn ép Nga từ sương đối diện ở Viễn Đông. Các chuyên gia không loại trừ rằng, sớm hay muộn, Nhật Bản cũng có thể gia nhập NATO. Bộ trưởng Ngoại giao Yoshimasa Hayashi nói về điều này. Trước khi cuộc xâm lược Ukraine, Putin đã ra tối hậu thư yêu cầu NATO rút lui về biên giới năm 1997. Tuy nhiên, nhà địa chiến lược Nga đã nhận được sự gia tăng nhiều lần về biên giới với NATO do sự gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển vào liên minh. Ukraine cũng có kế hoạch gia nhập NATO. Giờ đây, Nhật Bản đã xuất hiện ở phía chân trời và vòng vây của khối xung quanh Liên bang Nga đang thực sự bắt đầu thu siết chặt. Lý do tại sao chúng tôi đang thảo luận về vấn đề này là sau hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine, thế giới đã trở nên bất ổn hơn. Ngoại trưởng Nhật nói, theo ông, các sự kiện diễn ra ở Đông Âu ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khiến việc hợp tác với khối quân sự ngày càng quan trọng hơn. Bộ trưởng nhấn mạnh Nhật Bản không phải là thành viên của liên minh. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán báo hiệu rằng các đối tác của NATO ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương có liên hệ ổn định với liên minh. Được biết, văn phòng NATO cũng sẽ cho phép Nhật Bản tổ chức các cuộc tham vấn an ninh với các đối tác của liên minh trong khu vực, chẳng hạn như Hàn Quốc, Australia và New Zealand, Nikkei Asia viết, trích dẫn các nguồn tin. Các văn phòng tương tự đã tồn tại ở Georgia, Ukraine, Bosnia, Herzegovina, Moldova và Kuwait. Khi được hỏi về kế hoạch mở văn phòng liên lạc tại Nhật Bản, người phát ngôn của NATO cho biết ông sẽ không đi vào chi tiết các cuộc thảo luận hiện tại với các đồng minh, nhưng nhấn mạnh sự hợp tác lâu dài của tổ chức này với Tokyo. Trước đó, Putin tuyên bố bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine, đã nói về sự cần thiết phải ngăn chặn việc mở rộng NATO sang phía đông. Kể từ đó, Phần Lan trung lập trước đây đã gia nhập khối và Thụy Điển cũng đã đăng ký làm thành viên. Vào cuối mùa xuân năm 2022, số lượng quân dự phòng của NATO ở Đông Âu đã tăng gấp 10 lần, từ 4.000 lên 40.000. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình. Bản tin của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc và rất mong quý vị sẽ ủng hộ kênh bằng cách ấn vào nút like, share cũng như đăng ký kênh. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.